Xin chào tất cả các bạn. Có một số bạn hỏi mình là máy tính bị quên mật khẩu đăng nhập vào thì có thể mở được hay không? Thì mình xin trả lời các bạn là có thể mở được đối với hệ điều hành Windows nhé. Thì mình cũng có nhận được một số câu hỏi của một bạn hỏi mình là bạn đấy bị khóa, sau các bạn đấy nhập mật khẩu. Nói chung là bạn ấy đã tạo mật khẩu trước và các bạn đấy bị quên đi các bạn. Đấy. Thì mình sẽ làm video mình hướng dẫn. Trước tiên thì các bạn sẽ kiếm cho mình một cái USB port, hoặc là các bạn có thể kiếm cái USB tầm khoảng 8 GB trở lên. Đấy, nếu bạn chưa biết cách tạo USB port thì các bạn có thể liên hệ với mình qua đường link trong phần mô tả video. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái USB port nha. Sau khi bạn có một cái USB port như thế này rồi, đấy, bạn sẽ cắm vào máy tính. Sau đó là các bạn sẽ khởi động chiếc máy tính này lại. Bạn nhớ là phải cắm USB vào trước nhá, sau đó là khởi động máy tính. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái máy tính này nó khởi động lại. Sau khi máy tính này khởi động lại thì mình sẽ nhấn nút F2 liên tục để vào cái phần bên trong này, phần BIOS của nó. Và mình sẽ chọn được phần board này xem đã nhận USB hay chưa. Nếu mà máy tính bạn vẫn chưa nhận USB trong phần board này thì các bạn sẽ rút cái USB đấy ra, sau đó cắm lại. Rồi tiếp tục các bạn khởi động lại máy tính nhé. Đấy, sau khi mình đã rút ra và cắm lại, đầu tiên thì nó không nhận các bạn ạ. Mình rút ra và mình cắm lại. Mình sẽ khởi động lại máy tính nhé. Rồi sau khi mình khởi động lại máy tính thì chiếc máy tính này sẽ tự động vào phần của USB port. Tại đây thì các bạn sẽ chọn cái Windows XP hoặc là Windows 10 32 bit hoặc là 64. Ở đây thì mình sẽ chọn bản Windows 10 32 bit ở trong cái phần USB Windows Port này. Và các bạn sẽ chờ một chút để cho nó khởi động lại nhé. Để cho nó load cái file ở trong cái USB đấy. Các bạn sẽ chờ một chút nha, quá trình load sẽ hơi chậm một chút, các bạn sẽ mất tầm khoảng từ 1 cho tới 2 phút để nó load trên ở trong cái USB đó. Quá trình này thì nó cũng giống như kiểu là các bạn khởi động lại máy tính thôi. Nhưng mà ở đây nó sẽ lấy cái chương trình ở trong cái USB đấy ra. Và đây chính là cái giao diện của cái phần mềm của cái USB có sẵn bên trong đó các bạn. Tại cái giao diện của cái phần mềm này nó sẽ xuất hiện một cái cửa sổ tự động nó sẽ mở. Các bạn sẽ chọn cho mình cái mục có hình biểu tượng ổ khóa này. Sau đó là các bạn sẽ chọn đến cái mục có hình biểu tượng là chiếc chìa khóa. Bạn sẽ nhấn vào đây. Đó. Và tại cái này nó sẽ nhận được cái hệ điều hành của các bạn. Tại đây các bạn sẽ chọn cái mục admin, hoặc là cái mục mà đầu tiên nó hiển thị cái dòng chữ mà các bạn bị khóa ấy. Đấy, nếu mà bạn không biết thì tốt nhất bạn sẽ chọn dòng đầu tiên. Sau đó là các bạn sẽ nhấn nút OK và nhấn Yes. Rồi. Bạn sẽ chọn lại thêm một lần nữa cho chắc, chọn nút Reset, nhấn OK. Nhấn Yes. Như video này của mình. Vậy là quá trình nó sẽ tự động nó xóa được cái mật khẩu mà các bạn đã cài đặt sẵn ở ban đầu. Rồi. Sau khi các bạn đã xong thì các bạn sẽ rút cái USB này ra trước, sau đó là các bạn sẽ khởi động lại máy nhé. Rồi bây giờ mình sẽ rút cái USB này ra trước này. Rồi mình nhấn nút khởi động lại máy tính này. Các bạn sẽ chờ một chút để cho chiếc máy tính này nó khởi động lại. Mất từ khoảng vài phút thôi các bạn. Tùy theo máy tính của các bạn nhanh thì nó sẽ khởi động nhanh, mà máy tính của các bạn bị chậm thì nó sẽ khởi động chậm. Tùy theo các chip trong máy tính của bạn và các thứ khác nó sẽ khởi động nhanh hay chậm, nó tùy thuộc vào các chip vi xử lý. Rồi sau khi nó đã khởi động vào màn hình bên trong, các bạn nhìn thấy đây, quá trình tự động nó xóa mật khẩu đúng không các bạn? Rất là dễ dàng và nhanh với một cái công cụ của cái USB port này. Cái USB port này thì các bạn có thể tự làm hoặc là các bạn có thể mua. Tốt nhất là các bạn kiếm một cái USB 8 GB và các bạn tạo đấy. Sau này máy tính có sự cố thì các bạn sẽ mang cái USB này ra và sử dụng. Rất là tiện luôn các bạn ạ.
Các bạn không biết tạo USB port thì có thể liên hệ với mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo USB port nhé. Tại vì trong quá trình mình làm video này thì nếu mà mình hướng dẫn các bạn tạo USB port thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian, làm cho video dài hơn. Đấy, nên mình cắt bớt đi nha các bạn. Rồi với video ngày hôm nay thì mình hy vọng là sẽ có một phần nào đó giúp cho các bạn hữu ích trong cuộc sống khi các bạn đang gặp sự cố về máy tính cũng như là các thứ khác. Và các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.